Liêu phải đâu ta? Các bạn muốn tìm một không gian một mình ở chốn đông người, muốn tập trung làm công việc của mình ở giữa không gian náo nhiệt quán cà phê, nhưng sự ồn ào tấp nập cứ đến và làm phiền bạn. Ồn ào quá! Không sao, để tôi giải quyết cho anh em một chiếc bông tai chống ồn. Xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc tai nghe Dalio 6. Hãng Dali đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế âm thanh hi-fi tốt nhất thế giới. Bình thường các tai nghe chống ồn thụ động khác không thể nào loại bỏ được tiếng ồn tần số thấp, nhưng con Dalio 6 này sử dụng công nghệ ANC để loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn xung quanh của bạn. Ơi sai các bạn, sai lộn rồi em nói. Sao? Phải chống ồn. Các bạn chỉ cần sạc 2 tiếng rưỡi đồng hồ là các bạn có thể sử dụng 30 giờ liên tục trong nhiều ngày sau đó rồi. Chưa hết, nó còn được chế tạo để tạo độ bền tối đa cho âm thanh tự nhiên và trong suốt nhất, được chế tạo tại Đan Mạch. Tai nghe Dali EO 6 được trang bị Bluetooth 5.0 tốt nhất hiện nay. Tai nghe này được hỗ trợ bộ dãy mã âm thanh chất lượng cao mới nhất APTX, APTX HD và Apple AAC. Miếng đệm tai Dali EO 6 được làm từ mút hoạt tính định hình theo đầu để tạo sự thoải mái tối đa, vừa vặn và kín. Phần earbud và headband bên trong tai của Dali EO 6 được bao bọc bởi lớp da cao cấp cùng với một lớp đệm nút. Sự bố trí khéo léo cùng trọng lượng nhỏ gọn giúp cho người dùng có thể đeo tai cả ngày một cách thoải mái mà không bị đau tai hay cảm thấy nặng nề. Chưa hết, các bạn khi mua Dali EO 6 còn được tặng kèm chiếc túi vô cùng sang trọng và thời trang, dễ dàng mang đi khắp mọi nơi. Chiếc tai nghe âm thanh hi-fi chất lượng cao vừa thời trang, thoải mái lại mang cho bạn không gian riêng tư dù ở bất cứ đâu, cực kỳ thích hợp cho dân văn phòng. Đúng là ngon, bổ nhưng không thể đi cùng với rẻ được. Chỉ với giá 11 triệu rưỡi là các bạn có thể sở hữu được ngay một em Dali EO 6. Thư ký, ký xét liền để cho anh tặng mỗi người trong công ty một chiếc tai nghe Dali EO 6. Làm liền lập tức cho anh. Hello, xem ăn gì chưa? Chưa hả? Thì hoan anh đi. Có gì đâu mà ngại.